Như đã nói là buổi tối hôm qua thì hôm nay mình sẽ có một chuyến đi chơi nho nhỏ, một buổi picnic. Thì hôm nay mình sẽ quay video lại cho mọi người xem. Nhớ đón xem nha. Let's go. Anh Trương, anh cũng đeo em à? Đi từ đây cho nó hết đi chợ. Bây giờ hết ra ngoài đường rồi. Bây giờ thì mình review đi dẫn mọi người đi xem một vòng của khu này khá là đẹp. Bên này là núi, bên này là rừng nha, bên này là sông, trông rất là đẹp luôn. Hôm nay là thứ hai, không có quá nhiều đến dậy sớm chuẩn bị 8 giờ sáng không có thì vẫn thiếu, đến giờ vẫn chưa được ăn được. Bỏ quá. Kia là bạn Dương già của mình, bạn Dương già đang đi lấy củi về để trên bếp. Bạn Dương già, bạn Dương già hơi bị bậy bạ nhưng mà thôi, bỏ qua bạn Dương già đi, mình đi chỗ khác. Tuấn Anh, Vũ Lợn, anh Thành. Vũ mua quà đi Vũ ơi. Anh em nhà Long Uca, Long Hải, Đông Hải, Long Vương. Long làm gì Long? Hả? Long làm gì Long? Đâu đây, đi chưa? Đâu, con ngồi chưa? Từ từ. Ui, đi trẻ câu xa thế. À, cá của Long, ôi rồi ôi, cá. Vũ lem lại đi, Vũ lem lại nào. Vũ chào khán giả cái, chuẩn bị ném khán giả xem nào. Sau đây là tiết mục ném cân của Vũ cho cất nha. Long câu cá giác thì đừng câu Long nhá. Đây các bạn ạ, đây là cái chia của anh Thành nhà mình các bạn. Ê, anh Thành đây, chia đây mọi người ạ. Mọi người ai biết đây là cái chia hay là cái trúc thì comment xuống dưới cho anh Thành nhá. Mình thì bảo đây là cái lứa, không phải cái chia. Đây, quay đi nha, quay bằng nghe. Đấy nhá. Ai biết đây là cây gì comment xuống dưới nhá. Anh Thành của mình rất là giàu, anh Thành có cái cả 500.000 mọi người. Anh Vũ Lợn Vlog, anh có thể chia sẻ về cảm xúc lần đầu đi picnic của anh không? Thì không có gì ăn đây các bạn ạ, không có gì ăn của Vũ là như thế này này các bạn ạ. Đấy, không có gì ăn. Bây giờ ông ngồi mỏng vỗ, ông ấy ngồi ngắm trời ngắm đất, ông nếu không ngon miếng ăn các anh của ông phải nhàm hết. Mây trời cuồn cuộn tuyệt nhỉ. Vậy khi nào có doanh thu YouTube về thì nữa mình sẽ làm thêm một cái video nữa, mình sẽ đi ra ngoại cùng mẹ và cả gia đình. Mình nhớ đón xem nha.
Đây các bạn ạ, chú cá đầu tiên đã về với bản nhá. Đã con nướng rồi. Cá đây các bạn. Chú sinh thì kẻ đôi rồi. Chắc chú sinh được ăn mà. Đợi con cá này mình chưa review. Sau đây là màn review chú sinh nướng và cá nướng. Cá này thì ai bỏng quá. Bỏng cái tay. Bỏng mà. Mọi người đã thử qua món cá nướng một lần. Rất là ngon. Đây là ăn một kiểu bỏng bỏng. Đây là ăn một kiểu cá hộp đêm của Nguyễn Thủy bốc rút. Nhưng mà ăn đi ra ngoài đây ăn bốc rút này ngon hơn là nhiều. Trong mũi rất là to, rất là ngon. Lúc này mình sẽ dành quay phim ăn thương mà mẹ. Cho anh miếng. Nào. Em quay à? Em chiều này. Đây đây đây, vuốt cái đường, vuốt cái đường. Được được được. Vâng. Mày. Ngon không anh chờ? Ngon. Đi. Hải về rồi nha. Hải đi đi lấy cá về. Không anh em chết đuối không cá nướng. Ô. To ghê. Ô. Có một bóng tượng đấy. Đó. Lúc phi này. Ô. Ô, oh, chuẩn bị cá nướng các bạn ạ. Đây nha. Đợi tí mình sẽ lưới mọi người xem. Bắt đầu à, mình đập bằng dao luôn nhá. Ai đập bằng tay rồi. Mày, mày này thiệt. Mày này đập tiệt máu luôn rồi. Thank you.
Mina Soda Camp. Bây giờ thì mình và Vũ sẽ review món cá rán với nanốt. Đầu tiên để ăn thôi. Cắm nha. Ngon. Bây giờ là ưu tiên ngon luôn. Vâng, vâng, vâng. Rô phi này. Đúng rồi. Con này cũng là rô phi nhưng nhỏ hơn. Rô phi nốt này. Còn đây là loại cá mới, cá rô phi lớn. Like, share cho mình nha. Tạm biệt. Tạm biệt.